Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Càng gần tới ngày phán quyết, số phận Chủ tịch Phúc càng giống số phận cố Chủ tịch Quang. Như tờ Thời báo .d đã phân tích những bản tin trước đây, khi vào tứ trụ, người ta không đấu nhau bằng những bản kỷ luật công khai do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Vì ủy ban này không đủ tầm để mới tới chiếc ghế này, nên nhóm tứ trụ có luật chơi khác. Đó là luật ngầm, không phải luật nổi. Theo những gì chúng tôi điều tra được thì trước đây ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là rút lui khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước bằng hình thức cáo bệnh, mặc dù ông Chủ tịch nước lúc đó rất khỏe mạnh. Việc rút lui bằng hình thức cáo bệnh sẽ được phía đối thủ đảm bảo cho phúc phần để an hưởng cho đến già, bất kể tài sản đó từ đâu mà có. Hoặc nếu không thì sẽ bị các biện pháp mạnh, nhưng biện pháp thì chưa rõ. Những thế lực chính trị này nói bóng nói gió để đối thủ tự hiểu chứ không nói toạc ra. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm cần ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỗ trợ. Cách chọn của ông cố Chủ tịch nước lúc đó là không rút, vì ông tự tin rằng ông từng là đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an đầy uy quyền. Và sự tự tin kiểu đó không biết lượng sức mình như thế đã dẫn ông đến một căn bệnh bí hiểm và chết đột ngột, để lại chiếc ghế Chủ tịch nước trống trơn. Và chiếc ghế này không ai dám ngồi, vì tất cả đều biết rằng nếu ngồi vào đó sẽ có cái kết cục giống Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nên cuối cùng ông Tổng Trọng mới miễn cưỡng ngồi vào như là một giải pháp tình thế tạm thời. Thời kỳ ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị bệnh lạ mất mạng, ông Tổng Bí thư đang giáo diết cho lập một vị thế độc tôn giống như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập là con người có siêu quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên ông Trọng cũng muốn như vậy. Tuy nhiên, khi gộp hai chức này vào tay ông Tập thì quyền lực của ông Tổng Bí thư không mạnh hơn là bao, bởi chiếc ghế Chủ tịch nước Việt Nam vốn là ghế bù nhìn, chứ không như chiếc ghế Chủ tịch nước bên Trung Quốc vốn có thực quyền hơn rất nhiều. Vì thế, quyền lực không mạnh lên, ông Tổng Trọng đã nhả chiếc ghế Chủ tịch nước đầy tay tiếng, và lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc mới dám ngồi vào chiếc ghế này. Ghế Chủ tịch nước hiện nay là không có giá trị đối với ông Tổng Bí thư. Tuy nhiên, nó rất có giá trị đối với những người khác đứng ngoài nhóm tứ trụ và ngấp nghé với việc buộc phải về hưu nếu chờ đến năm 2026. Hiện có hai nhân vật đang muốn ông Chủ tịch Phúc phải rời chiếc ghế để họ chen vào, và nhờ đó họ không bị giới hạn tuổi tác cho nhiệm kỳ sau. Hiện nay có ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, và ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đang tranh giành chiếc ghế này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Lần này, ông Tổng Bí thư đang quyết ép ông Chủ tịch Phúc rời ghế để cứu lấy sự nghiệp chính trị cho ông Tô Lâm. Cũng lần này, ông Tổng không dành chiếc ghế Chủ tịch nước cho bản thân, mà ông dành cho thuộc hạ. Mặc dù vậy, mức độ khốc liệt trong cuộc chiến giành lại chiếc ghế này cũng không thua kém gì bất kỳ cuộc tranh luận nào và tranh ghế nào vào năm 2018 là mấy. Không biết ông Chủ tịch Phúc sẽ cương đến mức nào. Nếu ông Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước thì ông Trần Quốc Tỏ cũng sẽ có cơ hội giành chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Tuy trong Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ là một phe và Tô Lâm là phe khác. Mặc dù vậy, nếu chiếc ghế Chủ tịch nước được trống thì cả Tô Lâm và Trần Quốc Tỏ sẽ cùng có lợi, và không loại trừ họ lại liên minh với nhau để chống ông Chủ tịch Phúc. Đây là hình ảnh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, là một bài học rất lớn cho Nguyễn Xuân Phúc với cái chết đầy bí ẩn. Có thể nói ông Chủ tịch Phúc hiện nay đang tứ bề thọ địch. Tuy nhiên, ông Chủ tịch chỉ ngán nhất là ông Tổng Bí thư. Nếu ông Tổng Bí thư nhiệt tình ra tay giải cứu sự nghiệp chính trị của thuộc hạ Tô Lâm thì ông đương kim Chủ tịch nước hiện nay khó thoát khỏi số phận, nhưng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là bị dồn vào đường cùng và bị buộc phải chọn một trong hai điều kiện. Ông Nguyễn Xuân Phúc có tình thế ngày càng giống với ông Trần Đại Quang, không biết ông sẽ lật kèo như thế nào? Chúng ta hãy cùng đợi xem để biết kết quả vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hạ cánh nhưng gãy càng đáp, Phùng Xuân Nhạ vào lò. Vào lò là tiếng ngọng gọi theo phong cách của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ.
đúng ra là từ vào lò, nhưng nhiều người tưởng rằng ông Phùng Xuân Nhạ hạ cánh an toàn khi mà ông không trúng Ủy viên Trung ương Đảng và được bố trí chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Lâu nay, ông Trọng hay trưng dụng Ban Kinh tế Trung ương để chứa những tù nhân dự bị. Hễ ai bị đưa về chức giữ Phó Ban Kinh tế Trung ương là y như rằng người đó sau gì đó cũng sẽ lại được quẳng vào lò. Với ông Nhạ thì ông Tổng đã đưa về Ban Tuyên giáo Trung ương làm nhiều người nghĩ rằng ông Nhạ đã hạ cánh an toàn. Nhưng không phải, họ đã lầm, ông Trọng đưa ông Nhạ về đấy để làm tù nhân dự bị. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp này. Ai cũng biết mối quan hệ của ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương này quan trọng thế nào. Mỗi lần ông Trần Cẩm Tú mà triệu tập cuộc họp thì hàng tá Ủy viên Trung ương Đảng xanh mặt vì ông Tú mang mệnh lệnh của ông Tổng Trọng ra để thanh trừng, từ xưa đến nay vẫn vậy. Lần này ông Trần Cẩm Tú cho xem xét kết quả của Ủy ban Kiểm tra Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và kết luận với nội dung rất quen thuộc rằng Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý chỉ đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tham quốc gia vào năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ đảng viên trong ngành này bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán bộ Đảng, Bộ Giáo dục Đào tạo và các ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng và một số ông lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Cục vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ đã hạ cánh từ tháng 4 năm 2021 nhưng chưa an toàn. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn về tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến các uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Như vậy là ông Phùng Xuân Nhạ đã bị đưa lên thớt. Đây là tiếng chuông cảnh báo cho hàng loạt quan chức đã hạ cánh. Dù có hạ cánh thì cũng bị ông Tổng Bí thư bẻ gãy càng, làm cho kẻ đang hạ cánh phải ngã nhào. Sai phạm dưới thời ông Phùng Xuân Nhạ là rất lớn. Suốt 5 năm nhiệm kỳ làm bộ trưởng, dư luận xã hội kiến nghị xử lý kỷ luật đối với ông Phùng Xuân Nhạ, nhưng Trung ương vẫn không chịu ra tay. Và đến hôm nay, khi mà ông Nhạ được cho là đã hạ cánh an toàn, thì lại bị bất ngờ moi ra sai phạm ông này để xử lý quẳng vào lò. Việc xử lý ông Nhạ là đúng, nhưng người dân cần Trung ương phải xử lý sớm hơn để ngăn chặn sai phạm, và đặc biệt là sai phạm ở cuối nhiệm kỳ của ông bộ trưởng này. Đây là hình ảnh đã hạ cánh nhưng ông Phùng Xuân Nhạ vẫn không hề an toàn. Xử lý sớm thì đấy là thể hiện trách nhiệm, vì ung nhọt mới chớm nở mà chữa lành thì nó không gây thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, đợi cho nó lớn lên và phá tan nát xã hội rồi mới bắt nguội thì những thiệt hại đó là không thể khắc phục. Mà các thiệt hại do quan tham gây ra, rốt cục ai gánh hậu quả đây? Đó là câu hỏi. Chỉ có người dân là chịu thiệt nhất. Việc đại phẫu cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch nó khác với thanh trừng phe nhóm. Nếu là đảng sạch thì cần phải bắt sớm để tránh thiệt hại cho dân. Còn thanh trừng phe nhóm thì họ không tính đến những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu.